Không, tại vì em hơi mập. Đâu mập lắm đâu. Em thích người mập tròn không? Dạ, cũng được nhưng mà đừng mập quá được. Vừa vừa. Không, này mũm mỉm thôi. Mọi người công ty em gọi em là ù ấy. Không có ù đâu. Em muốn bạn nam cao to hơn em. Cao khoảng 1m65 trở lên cũng được. Cao thì có thể hơn nhưng mà to không bằng. Có thể biết nhậu nhưng mà không được hút thuốc. Rồi, có thuốc không? Dạ không anh. Không. Chín chắn và biết suy nghĩ lo cho gia đình. Chín chắn đó, bạn này suy nghĩ đúng sâu rồi. Đó dạ. Mua đất để sẵn sàng cho tương lai rồi đó. Em không thích bạn nam mặc đồ lô thôi. Quá áo quần là được rồi. Quá lô thôi nhanh. Em thấy bạn nam có tính cách giống anh Quyền Linh đó. Anh tính anh sao giống, Linh? Giống là giống sao em? À, không biết nhưng mà em cảm giác anh Quyền Linh là một người vừa là người đàn ông của gia đình, vừa là người đàn ông của công việc. Em cảm giác là anh ấm áp. Cảm ơn em. Trời ơi, khen cái mặt chảnh lên liền à. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Chào bạn. Rồi. Chào chị. Rồi. À, thôi mình để đàn trai giới thiệu trước, để đàn gái đỡ khớp ha. Giới thiệu đi bạn trai. Rồi. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, chào bạn nữ bên kia, chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Lời chào trân trọng nhất ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Tùng Sơn, năm nay 27 tuổi. Quê quán ở Đắk Lắk, hiện đang làm tại Bình Dương ạ. Công việc chính của em là vận hành máy, còn tay trái là làm bên môi giới bất động sản. Rồi. Mời bạn gái. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Vi, sinh ra lớn lên ở Đắk Lắk. À, năm nay em 28 tuổi và hiện tại em đang làm ở Hồ Chí Minh. Dạ em làm kế toán ạ. Em gái sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 91. Đây chính là 92. 92. Mình có ngại gì đó không? Dạ không sao, tuổi tác không quan trọng. Dạ quan bạn nam không ngại rồi. Là được rồi. Hay lắm. Ủa bạn ở Đắk Lắk là ở chỗ nào bạn ha? Em ở huyện nào em gái? Dạ em ở Buôn Mê. Buôn Mê luôn? Dạ. Đây ở đâu? Đây là dưới huyện, dưới Buôn Hồ km 92. Buôn Hồ cách đó cũng không có xa. Dạ đúng rồi. À, dép là Gia Lai bạn. À rồi. Bây giờ bạn gái mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết lắng nghe, biết quan tâm. Khuyết điểm thì là em mù đường lắm. Em rất là hay giận nhưng mà cũng chống quên. Em có cái tật là nhút nhát lắm, với hay nhạy cảm. Em thì cũng hay hậu đậu. Ưu điểm bạn trai thế nào? Dạ em xin tự giới thiệu thì ưu điểm của em là sống thật thà hiền lành, chịu khó. Em có thể sửa điện nước trong nhà. Em sống tự lập từ nhỏ nên việc nấu ăn đi chợ thì em có thể làm được hết rồi. Khuyết điểm thì em sợ lông, lông mèo, lông chuột và sống nhiệt tình với bạn bè. Chỉ có sợ lông mèo, lông chuột thôi hả? Các loại lông khác có sợ không? Dạ không, nói chung là lông mèo, lông chuột dị ứng nhiều hơn. À rồi. Mình nói một tí xíu về tình trường của mình nè. Dạ, tình trường thì em trải qua một mối tình đặc biệt ấn tượng và ba mối tình chính thức ạ. Chia tay mối tình gần đây nhất thì cũng 3 năm rồi ạ. Dạ. Là sao? Đợi xíu, cái này là phải tìm hiểu kỹ nè. Đúng rồi. Dạ, mối tình ấn tượng đó là năm lớp 10 em có đi học võ và bé đó là người Ấn Độ. Thì bé đã thương em nên tới tặng nhà tặng bóng là nhẫn. Nhưng mà lúc đó em sợ em trốn toilet. Lớp 10 là nhiêu tuổi trời? Cách đây cũng 12 năm rồi. Rồi ba mối tình kia là sao cưng? Ba mối tình kia thì thời sinh viên đi học. Ê, quay qua đây nè, quay qua đây tôi nhìn cái mặt coi. Ừ. Dạ. Ừ. Dạ, chị. Ừ, sáng sủa đẹp trai trắng trẻo. Rồi ba mối tình sao? Ba mối tình kia thì thời sinh viên chị. Lúc đó thì nghề nghiệp em chưa ổn định, với lại bạn gái suy nghĩ còn non nớt lại nó không được trưởng thành nên em không có quen. Và ba năm nay thì em lo làm ăn nên là ba cô y chang một tính luôn. Dạ nói chung là cũng có vài, còn một mối tình thì xa, khoảng cách xa quá không có thể tiếp tục với nhau được. Là yêu xa. Dạ. Cái mẫu người phụ nữ lý tưởng em mong muốn là gì? Mẫu người bạn nữ mong muốn thì bạn đó da trắng một xíu, cao gỡ 1m85 trở lên. Ừ. Năng động một xíu, có sở thích kinh doanh thì càng tốt. Ừ. Và có nụ cười hiền như Nhật Kim Anh. À rồi, điều em ghét nhất ở phụ nữ là gì? Em ghét bạn nữ thì hay soi mói nhiều chuyện, lại lượm thượm, không gọn gàng. Đừng có xăm mình lớn quá. Lớn đúng quá không? Dạ bạn nữ bên kia có xăm móng tay vậy? Chị có xăm móng tay chị... Em không. Không, bạn nữ bên này không xăm móng tay, em không thích phụ nữ xăm móng tay. Dạ. Ủa sao kỳ vậy em? Chứ là sơn đừng có lè lẹt quá được, nhưng xanh nổi nó là méo đẹp chứ rồi đâu em. Dạ. Một bàn tay mà sơn 4-5 màu vậy cho nó nổi đi đám, chứ lẽ giờ móng tay sơn màu đen. Rồi còn tóc tai yêu cầu gì luôn không? Anh này có vẻ kỹ về ngoại hình tóc nha. Tóc thì dài hơn vai một xíu. Ừ. Rồi em có chuẩn bị, ví dụ chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch về sau chưa? Dạ em thì em cũng tính lập nghiệp Bình Dương nên em đã có mua đất ở Bình Dương rồi. À, mua đất rồi hả? Tự mua luôn hay sao? Dạ đúng rồi, tự làm luôn. Vậy khỏe. Giỏi quá, đã mua đất rồi em ơi, mình sắp có miếng đất. Ta chuẩn bị tương lai tốt, đàn trai là ngon mà mua đất rồi ha. Dạ. Em chào anh. Chào em gái. Bên đàn trai phải nói là chuẩn bị kỹ lưỡng cho đám cưới, chỉ chờ cô dâu thôi đó. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn bạn nam đó thứ nhất là thích người mập tròn, tại vì em hơi mập. Đâu mập lắm đâu. Em đâu em mập thích lắm người mập tròn không?
Dạ cũng được nhưng mà đừng mập quá, được vừa vừa. Không, này bấm mỉm thôi. Mọi người công ty em gọi em là ù ấy. Không có ù đâu. Em muốn bạn nam cao to hơn em, cao khoảng 1m65 trở lên cũng được. Cao thì có thể hơn nhưng mà to không bằng. Có thể biết nhậu nhưng mà không được hút thuốc. Rồi có thuốc không? Dạ không anh. Không. Chín chắn và biết suy nghĩ lo cho gia đình. Chín chắn đó, bạn này suy nghĩ đúng sâu rồi. Đó. Mua dạ. Đất để sẵn sàng cho tương lai rồi đó. Em không thích bạn nam mặc đồ lôi thôi. Có áo quần là được rồi. Không có lôi thôi nhanh. Em thấy bạn nam có tính cách giống anh Quyền Linh đó. Anh tính anh sao giống, Linh? Giống là giống sao em? À, không biết nhưng mà em cảm giác anh Quyền Linh là một người vừa là người đàn ông của gia đình, vừa là người đàn ông của công việc. Em cảm giác là anh ấm áp. Cảm ơn em. Trời ơi, khen cái mặt chảnh lên liền à. Mở rào. Bắt đầu đi. Chào em. Hôm nay tới chương trình anh có bó bông tặng em. Chúc em luôn xinh đẹp và tươi như bó bông này. Cảm ơn anh, tặng anh một món quà. Em không biết em có đam mê kinh doanh không ta? Thật ra thì là em vẫn muốn kinh doanh nhưng mà chưa xác định được, là chưa nghĩ ra là mình nên kinh doanh cái gì. Không biết trong tình yêu thì em cần những yếu tố nào cần thiết nhất? Quan điểm của em về tình yêu á, thì mong là tình yêu đó phải lâu dài, chung thủy và gắn bó. Em thì là người thích tâm sự, buồn thì rất là mong có người tâm sự hoặc là chở đi đâu đó dạo hay là gì đó. Thì mong bạn nam sẽ chú tâm tới mình một chút. Cái đó thì anh làm được. Thế mọi người bạn nữ của anh là sao? Ví dụ như như thế này được không? Thì cũng được, anh quan trọng thì nhân cách hơn, nhiều cách sống với lại mọi người xung quanh, với lại suy nghĩ về chuyện làm ăn lâu dài. Em thì có sở thích gì đó? Sở thích thì là ví dụ như buồn thì rất là thích hát karaoke, thích nghe nhạc buồn, đi chơi thì rất là muốn đi bằng xe máy. Tại vì đi ô tô bị say xe. Anh dùng, dạ anh đi, anh cũng thích đi xe máy, đi phượt xe máy. À đúng rồi đó. Cái đó em vui thích hơn. Đi xe máy. Hôm nào mình làm một chuyến miền Tây đi. Cũng được. Hồi giờ anh chưa đi tới đó. Tính em thì có hay kiểm soát về người yêu mình không? Không, em không thích kiểm soát. Ví dụ như như bản thân em cũng muốn có không gian riêng tư. Có người yêu rồi nhưng mà bạn bè rủ đi chơi hay là gì đó thì bạn nam phải cho em không gian riêng tư đó. Thì về vấn đề riêng tư thì ai cũng có vấn đề, cũng có một cái sự riêng tư riêng. Dạ. Nên cái đó thì bình thường, đúng không? Bình thường. Dạ. Còn các bạn nghĩ sao về kiểm soát điện thoại của nhau? Kiểm soát điện thoại thì có thể là không tôn trọng đối phương, nhưng mà nếu như đối phương tôn trọng mình thì sẽ không có gì giấu giếm hết. Đúng rồi, có anh thể cho thì... ví dụ như điện mật mã điện thoại hay là gì đó thì vẫn có thể cho hết được. Đúng rồi, điện thoại nếu mà mình không có gì thì mình không có sợ. Nếu mà hai chúng ta tiến tới hôn nhân thì em có muốn sống lập nghiệp bình dương không? Dạ em mong muốn tìm một người sống lập nghiệp Bình Dương hoặc là Hồ Chí Minh. Tại vì trước đây là em đã từng ở đây và đã từng về quê, sau đó vào lại đây với mong muốn là có thể lập nghiệp ở đây luôn. Anh thì sở thích của anh cũng đam mê kinh doanh lắm nhưng mà chưa có điều kiện để làm được. Nên anh cũng muốn sau này để vợ làm kinh doanh cái gì đó. Kết hôn á thì anh muốn gia đình sẽ có bao nhiêu người? Cỡ 3 người đồ lại được rồi. Đông quá sợ nuôi không nổi thôi. Nuôi không nổi. Chứ anh thì anh thích con nít. Con nít thì anh thích. Anh thì nghĩ trong tình yêu thì chúng ta chỉ cần sự tôn trọng, tin tưởng và biết suy nghĩ cho nhau, bỏ bớt cái tôi đi để hai bên có thể hiểu nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để tiến tới một cuộc sống hạnh phúc. Dạ, em cũng nghĩ vậy và hai người trước hết là phải cố gắng thay đổi vì nhau để dung hòa nhau hay là để hợp nhau thì mới tiến tới xa hơn được. Tốt rồi, sợ lo chê mập. Em thấy có mập đâu? Không, thấy bạn mầm miệng. Mầm miệng là mập anh. Không có đâu, dễ thương thì chưa có mập đâu. Không biết là bạn em có biết hát không ha? Thì mình cũng biết hát nhưng mà hát cũng không hay lắm. Thì hôm nay mình cũng gửi tặng bạn một bài hát. Nụ hôn do em gửi cho dấu yêu, cho đời anh thấy hạnh phúc người ơi. Chỉ cần ta được có nhau trong đời, dù bao dòng anh cũng sẽ vượt qua. Em xin hát. Hay, hay quá. Rồi Vi, dạ. Sở thích hát karaoke mà hát liền đi. Mưa chiều nay rất là như từng bông hoa tuyến rơi đều, có hạt mưa rớt vào tim em nghe lòng băng giá. Mùa thu đã qua đông chớm sang, làm sao để anh biết đường hoa kia vẫn không cho tình ta. Hay quá. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với gia đình, bạn bè và người thân của mình. Chúng ta không nói dối con tim được nha các bạn.
3, 2, 1. Hết thời gian. Ô, em bấm rồi mà. Đó. Đây, chúc mừng em. Bấm nhưng mà chưa quyết liệt không? Em bấm 3 cái một lần. Rồi, hai người nắm tay nhau đi. Bây giờ nè. Dễ thương quá. Trước mắt mọi người á, một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi. À, em xin phép không? Hay quá. Dễ thương. Tôi thích điều đó, một sự chân thành.